Welcome tất cả em trở kênh DHG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game Tây Du Ma thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn em kỹ năng ngày 8. Đằng này của mình chơi ở server 144. Ngày hôm nay thì anh em chú ý cho mình cái sau. Đầu tiên là về cái X2 Vân Du ấy. Game này hiện tại nó chỉ có hai cái X2 thôi. Một là phó bản, hai là Vân Du. Phó bản là 4 ngày, Vân Du là 2 ngày. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi thôi ấy. Nên em cố gắng thiết kế cho mình cái X2 Vân Du. Tích cũng khá là thôi ấy. Anh em đợi đến gần trưa ngày 1 của cái phần 2 thì em bắt đầu tích nhá. Như ở đầu video anh em thấy, mình nhận trước cái nhiệm vụ là hơn 20 cái nhiệm vụ này, như là 21 cái. Chưa hết đâu anh em ơi, mình còn tích mắc 22k điểm vân du rồi. Cộng với mắc 20 giờ treo máy đến hôm 22 vân du nhá. Tức là mình sẽ lời hơn khá nhiều so với anh em không tích. Nhưng mà hơi tiếc tí là này mình đi chết hơi đen ấy. Anh em mở hên được không? Anh em đi chết ra nhiều cái nhiệm vụ mảnh tướng ấy. Cam là 40, à đâu, cam là 20 này. Đó là 40, x2 lên là 40, 80 nhá. 80 mảnh là gần hai con em ơi. Hàng này của mình mở hên ý, kiếm được gần 10 con luôn. Nhưng mà hơi tiếc hơi xui ấy. À anh em mở hên ý, khéo khi đợt này kiếm được hơn 10 con tướng. Nhưng mà anh em xui mình chắc chỉ kiếm được có vài con thôi. Hơi tiếc một tí ý. Và ngày hôm nay nó kết thúc cái sự kiện là hoạt động ngày đấy em ơi. Mấy ngày nay mình đang test con game mới nên mình không tập trung vào con game này. Hơi tiếc một tí em ơi. May là mình hôm nay mình để ý mình đổ được cái con tướng thần ma này cộng với con tướng hiếm nhá. Mình bị tạch cái con hàng ngai mây, à quên, mình bị tạch cái con quan âm bồ tát. Tính ra con quan âm này thì nó cũng là thuộc dạng tướng hiếm thôi, cũng không xin nhê đâu em ơi. Giờ chắc là mình sẽ đổi cái tiên thuật tự chọn này. Giờ nguyên liệu mình hết rồi, không đủ để đổi con quan âm nữa. Con này chắc là mình sẽ đây đổ lốt cái này đi là mình sẽ full nhá. Được full rồi, còn một cái bánh trôi thì này, cái nguyên liệu khi mà kết thúc ấy, thì nó sẽ đổi thành bạc em ơi. Bạc thì chẳng được bao nhiêu đâu. Giờ thiết kế làm sao thêm được một cái nữa để mình đổi cái trả quang hồng giá mình nhỉ. Hiện tại quay tướng mình đã quay mắc rồi, để sạch béo ai em ơi. Quay thường thì nó không có thể ra, chỉ có quay cao cấp thôi. Bình thường như các đợt khác ấy thì anh em quay lại cũng được. Nhưng mà đợt này ấy, ở cái nguyên liệu ấy thì nó chỉ ghi ở cái quay tướng thôi. Đây chiêu thần đài này. Lo cái quay cao cấp rồi nhá. Còn về tướng ở cái view trước mình đã nhắc rồi ấy. Em cố gắng thiết kế ấy. Mấy con tướng mình chơi anh em đừng lên bộ nhá. Anh em cứ dùng mấy con tướng không chơi mà ra nhiều anh em chuyển sang ấy. Nhưng mình chuyển con thiết phiến sang tế công này. Giờ mình đang thiết kế con chim chuyển sang con Văn đại sư là đủ tim nhá. Văn đại sư chắc chắn là mình chỉ để 6 sao thôi. Kiếm thêm một con nữa. Nói chung ra càng nhiều tốt. Tại vì lúc chuyển chỉ cần một con tướng thôi. Nếu có nhiều tướng thì mình có thể tối ưu lên sao. Còn về mấy cái dương chọn tướng em cứ dồn mạnh là quan 1-0 thôi nhá. Anh em lên sao vừa mạnh này quan trọng ấy. Anh em đi cái tính năng 81 kiếp đạn nó sẽ ngon hơn nhá. Đây tại mình mới qua cái tầng 56 ấy. Anh em cố gắng thiết kế qua cái tầng 63 ấy. Để mình nhận 20 mảnh thần thú ngẫu nhiên nhá. Đây qua 63 được cái mảnh thần thú ngẫu nhiên 20 này. Còn 66 trở lên thì anh em chỉ được cái đột phá thôi ấy. Anh em đến 60 có thể bỏ 300 kim bảo anh em ạ. Ông khoan á. Cái này có mua luôn không nhỉ? Để mình thử nhá. Chưa vượt tốn 300 này. À quê anh em mua được nhá. Anh em chưa qua anh em cố gắng thiết kế mua nhá. Lúc game em cố gắng kiếm một ít thần thú để về sau lên em vào 90 bao nhiêu ấy. Nó mở cái thần thú thì anh em có thần thú để xài luôn. Còn về mấy cái cũ ích anh em từ từ cũng được. Đây hiện tại à này của mình ở server đang top 11 nha. Nói chung cái này cũng nhân phẩm thôi, một phần là anh em lên tướng nữa. Giờ mà mình lên được con là đêm chính nổ sao chắc chắn là mình sẽ leo được hơn rất nhiều nhá. Đây mình mới đi có vài lần thôi. Nếu mà có gian theo kia mình sẽ lên tầng 6 mới nhá. Đây tiếp tí là mình không reset ra được cái con hiên viên này lên 10 sao của 10 con vô thiên nhá. Anh em mở hên lên được mấy con tướng bao giờ mắc tao ấy thì em lướt rất là khỏe nhá. Và anh em nào thì chú ý thêm cho mình ở cái đặc quyền mỗi ngày này. Thì nó sẽ có 3 mốc này, 120 này, 360 cộng với 680 ấy. Đây mình đã lạp 60, chắc là mình sẽ thiết kế thêm một gói lứa để mình nhận quà nhá. Nhận chắc chắn là mình sẽ chọn con tướng 6 sao này. Rồi mình xem mình lạp đi nhỉ. Hôm nay mình lạp cái gói 50 vé quay rồi. Chắc là mình sẽ lạp cái gói 10 tinh đi.
Đâu chắc là thử tinh mình sẽ lập sau ấy. Mình lập cái gói đột phá trước đi. Về trong phúc lợi này. Chắc là tí quay xong video mình sẽ lập cái mốc nó đột phá nhá. Trong ngày mai mình lập cái cục ích này. Cộng với cái thủy tinh tâm nguyện ấy. Là mình làm 16 mảnh thần thú. À đâu, 16 mảnh tướng 6 sao. Còn về cái hoạt động vòng quay loại 2 này ấy, thì em tích cho mình nhá. Đây nó là cái triệu hồi tâm nguyện này. Từ cái lo 2 trở đi thì nó sẽ không được quay bằng kim bảo, linh em phải tích chay nhé. Cái nhiệm vụ nó này. Đây nó sẽ có cái mốc cuối là 220 tông nguyện này. Được thời trang con ngộ không. Nếu anh em mà có thời trang con ngộ không rồi ấy, chắc là anh em chỉ cần chú ý cho mình mấy cái mốc thôi. Nhưng mà lúc đầu mốc quá rất quý em ơi. Về sau thì nó được mấy cái vật phẩm hiếm ấy. Nói chung là mấy cái này cứ để từ từ em ơi. Rồi về sau ra sự kiện là mình sẽ hướng dẫn sau ấy. Nói chung đầu game anh em độc ăn với tích thôi. Đây về cái nhiệm vụ ngày mai mình cũng làm full rồi em ơi. Anh em lên 69 là làm full nhiệm vụ nhá. Một ngày là kiếm 8 mảnh đấy. Nên ngày hôm nay anh em nông dân chỉ cần chú ý cho mình mấy cái đấy thôi. Thôi game mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye anh em.